Rồi thử cắm ắc quy qua đi. Rồi. Hai đốt cộng một đốt kéo tay là đốt thứ ba này. Nó chậm chậm mà nó không có nhanh. Cái thước còn đỏ ao luôn. Nâng cao lên hết mức có thể luôn. Không biết còn đủ nhớt hay không nữa. Cao đó, 45 độ rồi đó. Rồi cái loại này nó 75 độ luôn, đủ rồi mà. Rồi xả tời xuống đi. À, quay quay to. Tì sáng chân luôn, không có gì hết á. Quay to. Quay hết luôn, hết hành trình luôn nha. Vậy là 180 độ đây. Rồi hạ cần xếp lại hết đi. Xong, chỉ có một ắc quy là hoạt động được. Rồi, chung xin chào tất cả anh em nhé. Vừa rồi là cái đoạn test cái con cẩu mini 5 tạ nhé anh em. Một cái con Yashima hàng bãi Nhật nhé. Con này thì cần thước bệ quay to các thứ thì còn nhìn còn khá lắm. Cáp tời tất cả nhìn khá, chỉ trừ một cái chi tiết ở chỗ này là cái thùng mà nó là cái hộp để che cái motor đấy nè, motor nguồn thủy lực DC đấy. Nó có mục mọt nè. Còn ngoài ra thì tất cả thấy ổn. Dàn chân này sắc si còn khá nhé.
Rồi, đây là cái bảng tải của nó nha anh em. Anh em xem này, đốt thứ nhất 490 kg nha, đốt thứ hai là 290 kg, đốt thứ ba là 200 kg nha. Mét này 1 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét, nó tầm ở không, nhầm rồi, chung đếm nhầm nhá, 2 mét nhá. 0,5 này, 1 này, 1,5 này, 2 này, nó khoảng 2 mét mấy nha anh em. Cứ cho là 2 mét 25 đi. 2 mét 25 rồi tầm cao nó khoảng 3 mét mấy nha, tính từ bệ đế nha. Này, 3 mét này, hơn 3 mét, nằm ở khoảng 3 mét nha. Góc 70 độ. Đó là cái bảng tải của nó đấy. Tên tuổi, thông số kỹ thuật, các số series, các thứ nằm đây nha. Rồi một cái con cẩu điện, sử dụng điện DC 12V. Tính năng quay 180 độ này, nâng cao lên hơn 70 độ được nhé. Tời cáp đầy đủ hết. Đó, mình treo thử cái tải cho nặng nặng một tí để mình dễ móc vào đây. Cái chỗ này anh em mua một cái móc khóa hay cái gì đó lắp vào chỗ này là xong, để móc hàng. Một đốt thì một đốt chính này, đốt thứ hai thủy lực này, đốt thứ ba kéo tay nhé anh em. Đốt thứ ba kéo thêm để trong trường hợp anh em cần cẩu xa đấy. Rất là nhỏ gọn luôn. Bọn này nó tầm khoảng 2 tạ thôi. Sức năng tối đa 500 kg. Hàng bãi Nhật. Chỗ xấu chỗ đẹp chứ không đẹp 100% nhé nè. Nói chung là những cái chi tiết chính này, cần thước trụ này, tời ti rất đẹp luôn. Nếu dàn ti là nhìn rất đẹp, quay to còn chuẩn nhé. Rồi, bộ nguồn thì chạy còn êm rít nhé. Anh em nghe tiếng nguồn nó chạy đây. Các cái relay rò le nó có còn hết này. Ngăn kéo. Đây là cái tời nha. Đây là cái tay bấm tời là riêng nhé anh em. Tời nó sử dụng tay điện luôn. Nó không qua thủy lực. Ba cái tay thủy lực kia bao gồm mà bắn thước này, nâng này, bắn này. Bắn thước này rồi quay to này. Thì ba cần đấy. Anh em thấy đấy. Rồi cái dàn chân này nó ngang khoảng từ đây đến đây nó khoảng 1m2 nhé anh em. Con này nó cao tổng khoảng 1m có hơn tí. Nếu ta lên trên đỉnh đây thì nó 1m lẻ đấy. Còn cái cây thước nó tầm khoảng tổng hết 1m thôi. Cái dàn chân đây 1m2 ngang nó khoảng chưa đến 40, nó khoảng 3 mấy đấy. Rất là mini, rất là nhỏ luôn. Mình test bằng ắc quy 70 bình thường thôi. Vậy là chạy thôi. Ắc quy nào cũng được, có ắc quy là được rồi. Ắc quy càng to thì nó trữ điện càng nhiều thì anh em cho làm việc nhiều được, lâu được. Còn ắc quy nhỏ thì nó vẫn chạy mà thời gian hoạt động nó ít hơn thôi. Rồi, chung có cái video test một cái con cẩu mini 5 tạ mô tả đầy đủ như vậy nhé. Anh em có đúng nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ. Anh em lắp đặt chế vào được cái chỗ nào, lắp đặt trên xe, trên bán tải, trên xe thùng hay là gì đó để đỡ được cái sức lao động, nâng hạ hàng hóa đấy. Lắp phía sau đuôi thùng xe để mình nhấc những cái món hàng mà trọng lượng tối đa là 490 này. Đấy, trọng lượng tối đa đấy. Thì anh em cứ liên hệ nhé. Món hàng có sẵn tại nhà, anh em có thể sắp xếp đến xem. Anh em xem qua mạng thì anh em cố gắng xem đi xem lại cái video để rõ hơn nhé.